Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một loài rất đặc biệt, đó là sư tử. Sư tử, tên khoa học là Panthera leo, là một trong những đại miêu trong họ mèo và là một loài của chi báo. Được xếp mức sắp nguy cấp trong thang sách đỏ từ năm 1996, các quần thể loài này ở châu Phi đã bị sụt giảm khoảng 43% từ những năm đầu thập niên 1990. Trong văn hóa phương Tây, sư tử còn có biệt danh là chúa tể sơn lâm, King of Beasts, hay vua sư tử, Lion King. Sư tử là lưỡng hình tính dục, con đực lớn hơn con cái với phạm vi trọng lượng điển hình từ 150 đến 250 kg đối với con đực và 120 đến 182 kg đối với con cái, là loài lớn thứ nhì họ mèo sau hổ. Đối với sư tử đực thì rất dễ dàng nhận ra bởi cái mồm của nó. Sư tử hoang dã hiện sinh sống ở vùng châu Phi, Hạ Sahara và châu Á, nơi quần thể còn sót lại cư ngụ ở vườn quốc gia rừng Ghi thuộc Ấn Độ. Các loài sư tử tuyệt chủng từng sống ở Bắc Phi và Đông Nam Á. Cho tới cuối khoảng 10.000 năm trước, sư tử là động vật có vú, có phân bố rộng thứ hai chỉ sau con người. Khi đó, chúng sống ở hầu khắp châu Phi, ngang qua lục địa Á Âu, từ miền Tây Âu tới Ấn Độ và châu Mỹ, từ Yukon tới Peru. Sư tử là loài sắp nguy cấp, chúng đã được liệt kê là loài dễ bị tổn thương trong sách đỏ kể từ năm 1996, bởi vì quần thể ở các nước châu Phi đã giảm khoảng 43% kể từ đầu những năm 1990. Nhiều quần thể sư tử không được bảo vệ bên ngoài những khu vực được chỉ định bảo vệ. Mặc dù nguyên nhân của sự suy giảm chưa được rõ một cách đầy đủ, nhưng mất môi trường sống và xung đột với con người là những nguyên nhân lớn nhất. Sư tử sống từ 10 đến 14 năm trong tự nhiên. Trong môi trường giam cầm, chúng có thể sống tới hơn 20 năm. Trong tự nhiên, con đực hiếm khi sống được hơn 10 năm do hậu quả của việc đánh nhau liên tục với các đối thủ đồng loại khác. Chúng thường sống ở savan và thảo nguyên chứ không sống trong những khu rừng rậm rạp. Sư tử có tập tính xã hội khác biệt so với các loài họ mèo còn lại với lối sống theo bầy đàn. Một đàn sư tử gồm con cái và con non của chúng cùng với một số con nhỏ được trưởng thành. Các nhóm sư tử cái thường đi săn cùng nhau, chủ yếu săn những loài động vật móng guốc lớn. Chúng là loài động vật ăn thịt đầu bảng chủ chốt và chủ yếu ăn thịt sống, mặc dù chúng cũng sẽ ăn xác thối khi có cơ hội. Một số con sư tử đã được biết đến là có thể săn người, mặc dù đây là điều không thường thấy ở chúng. Là một trong những biểu tượng động vật được công nhận rộng rãi nhất trong văn hóa loài người, sư tử đã được mô tả rộng rãi trong các tác phẩm điêu khắc, tranh vẽ trên quốc kỳ và trong cả các bộ phim và văn học đương đại. Sư tử đã được nuôi nhốt từ thời đế quốc La Mã và một loài thú chủ chốt được tìm kiếm để triển lãm trong các vườn bách thú trên khắp thế giới kể từ cuối thế kỷ thứ 18. Miêu tả văn hóa của sư tử là nổi bật trong thời kỳ đồ đá cũ, tranh khắc, tranh vẽ từ các hang động ở Pháp đã có từ 17.000 năm trước và các mô tả đã xảy ra hầu hết ở các nền văn hóa cổ đại và trung cổ, trùng với các phạm vi trước đây và hiện tại của sư tử. Giữa thế kỷ thứ 18 đến giữa thế kỷ thứ 20, 26 mẫu sư tử được mô tả và đề xuất là phân loài. Trong đó, 11 mẫu được công nhận là hợp lệ vào năm 2005. Chúng được phân biệt dựa trên ngoại hình, kích thước và màu sắc của bờm. Bởi vì các đặc điểm này cho thấy nhiều sự khác biệt giữa cá nhân, hầu hết các dạng này có thể không phải là phân loài thực sự, đặc biệt là vì chúng thường dựa trên tài liệu của bảo tàng với các đặc điểm hình thái nổi bật nhưng bất thường. Họ hàng gần nhất của sư tử là các loài khác thuộc chi Panthera, hổ, báo tuyết, báo đốm và báo hoa mai.
Kết quả nghiên cứu phát sinh gen được công bố vào năm 2006 và năm 2009 chỉ ra rằng báo đốm và sư tử thuộc về một nhóm đã chuyển hướng khoảng 2,06 triệu năm về trước. Kết quả của các nghiên cứu sau đó được công bố vào năm 2010 và 2011 chỉ ra rằng báo hoa mai và sư tử thuộc cùng một nhóm. Chúng phân tách từ 1,95 cho đến 3,10 triệu năm về trước. Tuy nhiên, sự lai tạo giữa sư tử và báo tuyết có thể đã tiếp tục cho đến khoảng 2,1 triệu năm về trước. Not happy.
his territory. Tạm biệt các bạn.